chú tinh thần sâu vào dấu vết đường ra. Cái chợ đúng không? Ừ. Đi qua cổng vàng tầm 2-3 nhà công ty tụi nó chặn. Thank you.
Mình sẽ tìm một trận mới nha, xem thử đang thiết lập vài thứ. Ơi chung được mặt có một người cũng mất tiền là dạ không kiểu bị chứ mà mày nói đi biển cấn là đổi cấn là biển cái đấy vừa bỏ ra để xóa.